Dạ, xin chào cô chú anh chị cùng quý khán giả. Thì ngày hôm nay thì Mạnh Thường Quân có nhờ Bảnh tới đây quay cập nhật bé Thanh Thư như thế nào cô chú anh chị. Thì lâu lâu thì Bảnh sẽ đăng lên một clip bé Thanh Thư, tại vì được sự yêu thương của tất cả cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng rất là nhiều. Hôm nay thì Bảnh quay trở lại để mà thăm hỏi bé Thanh Thư sau khi cuộc sống điều ước đã được hiện thực cô chú anh chị. Chào hai bà cháu ngồi góc xoài. Rồi, chào bà ngoại luôn. Chào ông bà cô chú. Rồi chào ngoại, ngoại khỏe không? Cũng đỡ, lúc này cũng đỡ đỡ. Nay được mấy đám mưa rồi ngoại? Dạ, anh là hai đám mưa rồi ạ. Rồi, nhà có bị dột không? Không, không dột. Không hả? Như không đâu. Ok phải không? Ok, nếu mà không được vậy đó là không biết cỡ nào đâu. Bà cháu khóc nữa ơi. Khóc nữa ha. Khóc nữa ơi. Rồi, cảm Không. ơn cái bệnh. Dạ. Nhưng, không biết nói sao nữa, mừng quá mừng, bây giờ không biết nói sao nó kệ, cảm ơn hoài hoài vậy Dạ. đi. Thì con thăm bé Thư gây sao phòng ngủ có bị ướt không? Dạ không, Có bị, nói chung là có cái gì nói với chú sớm để chú biết đường dạ sửa. không, bình thường chứ. Bình thường ha. Bữa nay thấy da dáng thiếu nữ rồi đó nha. Thấy lớn lớn hơn mấy bữa. Dạ không, nó vậy vẫn vậy, Ủa? tại vì mấy bữa chứ hôm qua mới nhìn khác vậy thôi. Không, bữa nay thấy khác rồi. Thấy xinh gái ra nè. Không Nay cười tươi rồi ha. Thì trên trang của Bảnh đó thì có rất là nhiều anh chị comment nói là muốn liên lạc với Thanh Thư để tạo điều kiện công việc, nhưng Bảnh xin nói luôn thì bé Thanh Thư không thể nào đi được, tại vì còn bà ngoại nữa, không có đi được đâu, chúng chị thông cảm nha. Khi nào sau này đó rồi tính sau, chứ giờ bé không có đi được. Nói chung là Bảnh cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã tạo điều kiện cho Thư để mà đi tìm việc, cũng như là rất là nhiều cô chú muốn kêu con đi làm việc nhà hay là đi buôn bán gì đó nhà người ta đó, mà chú không có dám nhận và cũng không có dám cho số điện thoại của con nữa. Nếu mà chú cho được số điện thoại con đồng ý không? Dạ thôi, con cảm ơn ông bà cô chú nó quan tâm tới con. Mặc dù là con cũng đi làm được rồi nhưng mà con mắc kẹt ngoại, không có ai con đi thì được nhưng mà không có ai chăm ngoại con hết. Đó, chú chị thì ngoại vậy đó, đâu có đi được đâu. Kể cả đi ra tiệm trong vòng nửa tiếng hồ thôi là ngoại phải tìm kiếm rồi, không có cho đi. Ngoại đâu cho đi đúng không ngoại? Không cho đi, Hả? không cho đi. Dạ. Nó ở đây đây thì cơm nước vậy cháo gì đó nó đưa, tới chừng nó đi bò đi kiếm nước uống, chứ đi thì đi không nổi. Rồi nó đi rồi làm sao đi. Dạ. Thiệt. Bây giờ ráng chừng nào cũng như là bà mắc thở đi rồi nó sao cũng được hết á, nó kiếm việc làm đi, chứ còn như ý còn vậy đó, tội nghiệp cho ý đi thì biết ý biết nhờ ai ấy. Dạ. Nhưng tại con nó ở xa xa lắm, cũng 4 5 đứa vậy mà nó thiếu chiếc hụt sao nó lo làm ăn, rồi ý biết nhờ ai. Quê nhà thì ở xa, nó ở ruộng nữa. Dạ. Thì con hiểu rồi, tại vì có rất nhiều cô chú muốn hỏi con gì đó, thì hôm nay thì tới đến đây quay để mà chia sẻ lên, nói cho quý ông bà cô chú và với anh chị với khán giả trên kênh Bảnh. Hy vọng một ngày đó thì Thanh Thư thì chắc chắn sẽ đi tìm việc để làm được các chú chị, chứ không có thể ở không được. Và cho chú hỏi, con có làm thẻ chưa? Dạ rồi. Làm rồi phải Dạ. không? Nhưng mà người ta hẹn con ngày lấy á. À, là chưa có lấy thẻ Dạ về, đúng rồi, đi chưa có đăng lấy. ký làm rồi. Dạ đúng. Rồi tiền còn để vô thẻ Dạ còn. không? Chú dặn con bao nhiêu thì con để bấy nhiêu thôi. Ừ. Ok. Bây giờ cho tham quan nhà cái coi. Rồi tủ lạnh rồi máy xay sinh tố có xài chưa? Dạ máy xay thì con ơi, chưa có xài đâu, còn tủ lạnh thì con có xài rồi, có để nước vô để cho nó đông đá rồi Đâu cần mua còn. nước đá đúng không? Dạ không. Như vậy đi. Rồi, ai đây? Dạ cô đó. Ở Cô. ngoài thấy ông ngoại kia cho Chào con. chị ở đâu lại? Hả? Ở đâu lại đây? Ngã ba. Ngã ba Trạch là người sao nữa? Chị là sao với ngoại? Đừng. Con hay là gì? Đừng. Con hay là sao Thư? Dạ là bác của con, bác ba đó, đạp xe đạp đi làm nè, đạp xe đạp lại đó, cũng đâu có khác gì đâu, ở mình đó Là bác ba nào nữa? thì ngoại con có 5 người con, bác này là bác thứ ba. À, bác thứ ba. Dạ đúng rồi, bác con là bác tư ở đây, này là bác ba. Hôm nay lại thăm mẹ hả? Nha. Rồi thấy mẹ vậy mừng không? Mừng. Mừng hả? Rồi công việc chị làm gì hàng ngày? Hả? Đi làm mướn đó. Làm mướn hả? Ừ. À, làm thêm phải không?
Dạ. Ổn không? Cuộc sống ổn không? Đã. Đỡ hơn ha. Ừ. rồi, thường xuyên lên xuống phụ dọn hay sao? Lúc trước có hay ghé không? Lúc trước á? À, lâu lâu ghé anh lận à, Dạ. tại mắc công việc gặp quá đi làm không làm Rồi. không có ăn. Như mưu sinh ha. Dạ. Rồi, nhớ lên xuống coi phụ bà ngoại nghe. Đó Ừ. là mẹ ruột của mình á. Tao nói là còn còn mẹ là ấy đó, Phật ở nhà đó. Chị không cần đi chùa cũng được, không ai phải làm cấm chị đi chùa. Quan trọng là chị phải lo cho mẹ chị trước ở nhà. Mình còn có một người mẹ thôi, không có mẹ là không có chị đâu. Đúng không? Phật là Phật ở nhà chứ không phải Phật ở chùa. Nó sao nó tới chị muốn khóc rồi. Không biết thay gì nữa. Dạ, nói chung là bác của con á, thì cũng bận đi làm nên là không có thời gian lên xuống, chứ không phải là không quan tâm tới ngoại. Dạ. Sao chị muốn khóc, chị chia sẻ là sao vậy? Sao có chuyện gì không Không biết nói gì. mà sao chị muốn khóc hả? Ừ. Sao khóc vậy? Em có làm gì đâu, em chỉ quay vậy thôi, em đâu có làm gì chị đâu mẹ. Không biết nói gì nữa. Không biết nói gì nhưng mà tại sao khóc nè, em hỏi chị nè. Không có sao hết, tới tại vậy. Tâm trạng hay sao hay là mừng? Mừng quá. Mừng quá khóc ha. Khóc mà đeo khẩu trang, nó ướt nhẹp khẩu trang hồi sao đeo. Rồi em chào chị. Em vô nhà thăm nhà cái coi, cũng có tuần lễ chưa có đi tới đây. Gọn gàng quá ha, để cởi dép ra đi vô coi. Mình Khang tập sách có mấy cái vậy đây vậy? Dạ, anh Khang đem đi học hết rồi đó. Ừ. Khang đem học hết rồi, để đây mấy cái. Ngủ gọn gàng gì đi, ai nói sao nói vậy? Không, con gà đó. Con gà hả? Con gà nó vô bơi rồi À, là con có nuôi gà phải không? kìa. Dạ. Kệ đi không sao đâu, nó Dạ không, nó vô quậy hồi nó nhảy dơ tùm lum sao hết không đóng cửa này, á. Đóng thì nó tối thì không có gió vô á. có đèn mà, đã có cửa sổ nữa mà, đèn nó đi vô đàng hoàng rồi mà thầy sao sợ gì nữa. Dạ, nhưng mà tốn điện. Thanh thần ai tốn điện. Người cái nhà vệ sinh ổn không? Dạ ổn mày. Bấm nước đồ xài ok không? Thoải mái hen, tắm thoải mái Dạ, chưa? thoải mái mày. 14 năm trong đời là được tắm nhà vệ sinh này phải không? Dạ. Cảm giác làm sao? Dạ vui với chứ. Vui hả? Dạ. Vui là vô trong tắm là cười đúng Dạ không, ra ngoài cười cho chú thấy, không? ra trong cười chú không thấy. Hết lo rồi. Nói chung là Mạnh Thường Quân cũng đã góp ý và góp tiền giúp cho con như vậy. Dạ. Tối khóa này lại móc lại vậy thôi, muốn tốt thì mua chìa khóa, không có gì vô. Có bị gì nói với chú ba trà cú. Dạ không, chú ba làm có tâm dữ lắm rồi. Tại dạ bữa giờ chưa xài nữa. Dạ thì nhà con có ba người, con với Khang cơ ngoại ăn chén quá chút chút mà. Em quên hết Dạ phòng có ghi gì sổ sách nữa ha, đi. Dạ ghi gì đó, không, cái này con để vậy nhật ký hả? thôi. Dạ Có ghi gì được chưa? không. Tôi, cô chú tham quan xem cái cái phòng như thế nào, chú phải vô coi bàn trang điểm và trưng bày đồ đạc quá trời vậy hả? Dạ thì giờ có phải để thôi chú. Dễ thương quá ha, để trưng đồ đẹp quá ha. Thì sao mà xài tới hai cái quạt chứ chị? Dạ không, con để cho vậy thôi à. Mà có kiếm cái gì lắp ở đó nữa. Dạ không, con để con quên lấy xuống. Anh ta này mới vô phòng luôn, bây giờ bực mình quá. Cái kiếm ở đây là kiếm đang đèn led, đây là nó gắn ở đây, là tại sao không không xài đi, tại sao mà ngồi đi nó này đứng làm gì, nặng bụng hả? Cái tủ tủ bằng trang điểm của một chị gái bên Mỹ nhờ bảnh mua nè, cho nè, tại sao không xài ấy đi. Rồi mấy cái phiếu bảo hành là cắt hơi hết nha. Dạ. Vô sạch sẽ gì là được, quá tốt rồi. Rồi sạc điện thoại cũng kẹp nữa ha, không biết mua móc mua gì nữa ha. Wow, nước là giữ chữ nước rồi ha, 7 thùng. Dạ 10 thùng lận mà. Hôm bữa chở vô là bể hết 1 thùng rồi. Rớt hả? Dạ. Tivi cũng xài được luôn rồi hả? Cái này là thầy chú làm bể. Cái này là con thấy sao á, con tưởng chú ba cắt cái dây anten rồi, nhưng mà không, chú ba để trên cái la phong á, là con kéo xuống là chỉnh hồi xài được, là Là khỏi cần mua đâu. xem cáp hả?
Dạ, cái anten. À. Mua tủ lạnh cái gì á, cho mượn coi cái coi, có biết không xài có gì hết trơn á. Tăng tăng nhiệt độ chưa? Dạ rồi. Này lên số 7 luôn hả? Này dành chắc phải mở thêm chứ con mở số 5 à. Đẩy nước đá luôn, ta khỏi mua. Mua cái hũ inox đó em về chưa? Đúng rồi, cái này nè. Mình xài cái hũ này có để bịch đó ha. Như vậy đi, ok. Chứ mỗi lần con phải đạp xe đạp ra mua nước đá. Chú mới quay một cái trường hợp kia kìa. Con gái nó bị khờ đó. Là năm nay hai lúc có bầu cũng là mười mấy tuổi đó. Chú nói vậy là con hiểu rồi đó. Đi mua nước đá tại vì bị khờ, chú chị mình không có nói được tại vì khờ, còn Thư thì nó khôn rồi. Em gái đó là chuẩn bị, bạn đăng tải trên clip của bạn đó, là bị khờ mà hai lần mang bầu mà không biết ba có đứa nhỏ là ai nữa, bị dụ á, nói chung là bị dụ. Cảnh báo nghe, con cũng vậy, không có nghe là người ta cho cái này cho kia rồi á, ẩu tả, nhất là những cái trường hợp truyền thông con xài mạng nè. Chú biết con có xài Facebook, có Zalo luôn. Con xài Zalo thôi, còn Facebook con không xài. Ừ, không nên nghe, hiện tại bây giờ dụ dỗ con qua cam đồ làm, ta kêu là việc nhẹ lương cao với mấy người ấy thôi. Còn cái giường của bà ngoại là giường sắt, còn rất là tốt nha các chú chị. Hôm trước thì cũng có khán giả nói tại sao mà không mua cái giường cho bà ngoại, nhưng mà ảnh xin phép quay luôn thì giường bà ngoại là giường sắt loại tốt, tại vì mua thì nó thừa cái này. Yeah. Mình để tiền cho bà ngoại có thể mà trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Còn bé Khang thì ra quá là ấm cúng rồi, Khang chắc mừng lắm ha, ngủ đã có phòng riêng nữa, vậy là ok rồi. Thấy không? Con thấy không, vô nhà mát liền, đâu có nóng đâu. Rồi đèn năng lượng tối xài đèn đó không? Dạ xài mà. Ừ. Tắt hay không có xài cái này, tắt xài là không xài điện kia luôn, là xài năng lượng thôi. Dạ đúng rồi. Một tháng là nhà điện con là tốn bao nhiêu tiền mỗi lần xong không có tủ lạnh? Dạ trước là chắc cỡ chín mấy ngàn, nói chung tầm 100.000 thôi. 100.000. Dạ bây giờ chắc tầm 150 á. Có thể hơn nữa nếu mà mở quạt liên tục. Rồi nghe nói gớt bể nồi cơm điện đi mua nồi cơm điện mới hả? Dạ, tại cái đó là tại con thôi chứ không tại hết trơn á. Sao mà ẩu vậy? Dạ tại để trên bàn á, xong rồi con bưng lên bưng xuống, dọn lên dọn xuống nó gớt á. Giờ mua cái mới hả? Dạ. Mua mới mấy trăm? Dạ 600 mấy mà mấy chú lấy cái 600 thôi. Chú nào? Dạ chú hôm trước hôm chú vận chuyển đồ vô á. À chú bên nồi thất á. Dạ đúng rồi. Nồi cơm điện để đâu quên nó, quên vô nhà bếp. Nay nấu gì ăn con? Dạ chưa có nấu. Vậy sáng giờ chưa có nấu rồi sao bác ba lại không nấu cơm bác ba ăn? Dạ con nấu cơm rồi nhưng mà đoạn này con chưa làm thôi. À, hết xì ga phải không? Dạ hết rồi. Cái này là nguy hiểm lắm, con phải quan trọng xài xong phải khóa ga, khóa ga lại nha, khóa lại dặn lại, khang đừng cho nó mở. À đồ cơm điện nè hả? Dạ. Đây mấy lít? Dạ 1.8 lít. Kiến nè, kiến hột vịt á, hột vịt muối đó, hột vịt muối hả? Dạ để xíu con em rửa. Cái đây nữa kiếm một cái miếng vải á con, vải mùng loại trắng á. Dạ. Mua 1 mét ngang á, chùm lại. Đây hôm trước con có mua cái hai cái này để thịt phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Cái hộp mình đựng thịt, mình cắt ra miếng nhỏ mình chia ra, không có bịch mình để bịch cũng được, chia ra rồi xong mình bỏ đó mình ăn bao nhiêu mình lấy bao nhiêu. Dạ. Chứ con để nguyên cục rồi xong con phải ngâm nước rồi con phải chẻ ra chia ra rất là lâu, mất thời gian. Ủa, ăn cơm mày nào mà chén bát mình lum vậy con gái? Dạ cái đó mình mới dọn đây qua nè. Mới dọn là sao, là có ăn hay nào? Dạ hồi sáng là hồi sáng một xíu rồi xong con dọn thêm nữa, dọn thì trong kia ra thêm nữa cái đồ dơ với lại cái chén con để chung á chưa rửa đó. Ừ, là hiện tại là đang dọn cái khu này. Dạ đúng rồi. Chú nghe nói là chú Út con chuẩn bị về là chán này lại phải không? Dạ con nghe nói vậy thôi chứ không biết chừng nào về nữa, tại vì công việc của chú con thì con không biết. Ừ, thì chán lại cho sạch đi, chú làm. Dạ. Tới đây thôi. Nói chung là số tiền thì làm để cho gia đình xài rồi. Rồi cái ống nước là dư rồi đem ra ngoài sao? Dạ không, chừng nào xài đem vô móc cho anh. Bơm đi đâu, cái này lên bồn rồi mà đâu có xài gì nữa đâu hả? Dạ không, bơm vô cái thùng kia. Vậy là ok rồi, sạch sẽ vậy, gắn gia đình sạch sẽ. Phòng đó, đi ra đi vô có chìa khóa, khóa lại. Thí dụ có người lạ vô mình không có biết phòng mình để gì không biết. Giờ con cũng có thẻ rồi, vô tiền vô tiền vô thẻ hết nha. Dạ. Để tầm 2.000 để trong túi thôi. Tại vì đâu cần mua nước đá nữa đâu. Dạ. Bây giờ ok rồi.
Thì cả nhà mình đã xoay hết cho cả nhà mình xem đó cả nhà. Bảnh thì lâu lâu bảnh ghé đi cập nhật cho khán giả mình xem cái cuộc sống của thiếu nữ xinh đẹp trong vùng quê. Cái khoản tiền mà một anh mạnh thường quân cũng chưa gửi cho chú thì 1.000 đô, nói chung là chưa có gửi. Nếu mà gửi thì chú mang tới đây cho con rồi. Dạ. Rồi có một mạnh thường quân nữa là sẽ gửi cho con 500 đô nữa, chắc mai mốt mới nhận. Nói chung người ta hẹn với chú thôi chứ chú cũng hẹn với con luôn, khi nào nhận được thì chú mới đem tới cả nhà. Nói chung là được thì cũng mừng cho bé, để bảnh dồn vô thẻ cho Thanh Thư luôn để xây sở, cũng như là hàng tháng hàng ngày đóng tiền điện tiền gì đó, nói chung là rất là nhiều. Trước thì cũng có nhà mình có nhờ kêu bảnh là mua tivi, nhưng mà ở đây thật sự là wifi nó chưa có, mình không biết vô được hay không, cũng đưa chưa để biết. Nhưng mà nếu mà mua tivi cũng bảnh đâu có tiền đâu mua của chú anh chị. Nói chung là rất là nhiều khán giả muốn bảnh mua rất là nhiều, bảnh cũng muốn lắm mà số tiền nó không cho phép. Và cũng có một khán giả nói tại sao không nhờ kênh khác lại quay nhận 300-400 triệu đi. Bảnh xin nói luôn thì Mạnh Thường Quân gửi bao nhiêu thì có bao nhiêu thôi, chứ đâu có gửi thêm, không phải là bắt buộc phải Mạnh Thường Quân gửi 300-400 triệu để cho một hoàn cảnh đâu, đúng không? Dạ. Cô chú anh chị, tùy vậy kênh nữa. Với lại tiền của ông bà cô chú Mạnh Thường Quân á, đi làm cực khổ mới có được chứ không phải là không có đó chứ. Tại vì có một người là bình luận ở đó là nói là sao không để kênh khác lại quay để người ta giúp được 300-400 triệu. Bảnh không biết làm sao, có duyên bảnh tới đây là tới đây, đủ đây thôi. Còn rất là nhiều nơi nữa, đâu phải mình dùng một chỗ đâu. Với lại cái điều ước của bé đã thực hiện nó vượt quá giới hạn nữa, không phải là bảnh không muốn nhận, tại vì đâu có ai gửi đâu mà nhận, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ nhà cũng xong rồi cô chú anh chị xem không, ok hết trơn rồi, đâu có vấn đề gì. Đồ đạc thì cũng có rồi, tiền cũng có trong ngân hàng rồi, cuộc sống của bé là gì rồi. Thì còn rất là nhiều bà con khốn khổ, đâu phải tại vì cô chú anh chị chưa xem những đoạn phim. Cả nhà mình cứ vào kênh, thẳng kênh rồi bấm xem hết nguyên cả một cái kênh YouTube của bảnh là biết cái nội dung rất là nhiều cái trường hợp rất là khó khăn, tại bảnh bây giờ bảnh chưa có đăng tải lên. Hy vọng tất cả các chú anh chị xem cứ để lại một bình luận. Rồi hôm nay chú tới đây thăm vậy thôi, tại chưa Khang chưa có gì à, tại muốn tâm sự với Khang. Dạ. Nhớ Khang quá, Khang nói chuyện rất là gắt, nghe rất là đau tim. Anh nói là cái câu gì, chú đi con cảm thấy đau thương. Bởi vì thương Khang lắm. Nói chung là khi nào mà Khang vô học á, thì chú sẽ đi sẽ quay rồi mua chiếc xe đạp và một cái cặp cho bé để cho nó tròn vẹn, và bộ quần áo đồng phục cho bé. Từ đó là không có mua cho con nữa đó nha. Dạ, con lớn rồi tự mua. Dạ không, con chú giúp con vậy là con mời. Rồi khỏi mua gì cho con đâu. Bữa nay ai cạo chân mày cho gì? Dạ không, cái này là con tự cạo phải không? Xong đi tiệm đi. Dạ thôi con đi tiệm thì mất công mất thời gian ngoài ngồi chờ con nữa. Rồi đi làm thẻ là ai đưa? Dạ bác Tư á, hôm trước chú có dặn bác Tư á, nên là bác Tư chở con đi. Ok, vậy là làm thẻ xong rồi, nhận thẻ về thì mình chuyển vô khoản liền nha. Dạ. 4 triệu hay 5 triệu đó tùy con. Dạ không, mình chuyển vô rồi chỉ cần nhận thẻ thôi. Chuyển vô rồi luôn hả? Dạ. Wow, thì nhớ mật khẩu chưa? Để mai nhớ. Mốt là làm mật khẩu đó rồi mai mốt đổi lại ha. Dạ. Đó vậy là xong rồi chú anh chị. Bây giờ thì cuối video thì con gửi lời tới ông bà quý cô chú anh chị quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước đi con. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước rất nhiều đã giúp đỡ các bạn, gia đình đã giúp đỡ hoàn cảnh của con. Con chúc ông bà thật nhiều sức, ông bà cô chú mạnh thường quân thật nhiều sức khỏe. Thì giờ kính thưa tất cả cô chú anh chị cùng quý khán giả, hôm nay thì bạn tới đây để quay cập nhật cho cô chú anh chị mình được xem cuộc sống của bé Thanh Thư sau khi được giúp đỡ như thế nào thưa cô chú anh chị. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những tập phim tiếp theo, nếu có Mạnh Thường Quân gửi số tiền mà bạn đã nêu trên gửi về đây thì bạn sẽ dẫn Thanh Thư đi nạp vào tài khoản luôn cô chú anh chị. Nói chung là nếu mà được 1.000 đô và 500 đô của hai người anh nữa thì chắc chắn là hơn 30 triệu đó các chú anh chị, một số tiền rất là lớn. Xin chân thành cảm ơn hai anh đã gợi ý rồi. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất là nhiều, và hẹn gặp lại các chú anh chị video tiếp theo.